đi tập thể dục nhưng quên khóa cửa một chủ nhà trên đường Đặng Văn Ngữ quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh đã bị kẻ gian đột nhập vào lấy trộm xe máy và số tiền 300 đô la Mỹ chỉ trong vòng 5 phút. Toàn bộ diễn biến của vụ việc đã được camera an ninh ghi lại, mời quý vị cùng theo dõi và cảnh giác. Theo đoạn camera, một thanh niên đi bộ đến trước một nhà dân trên đường Đặng Văn Ngữ, sau đó thanh niên đã lẻn vào bên trong lục tung đồ đạc ở tầng 1 rồi dắt một chiếc xe máy ra ngoài Thanh niên này còn lục lọi túi sách nạn nhân gần đó và lấy đi 300 đô la Mỹ. Hiện vụ việc đã được chủ nhà trình báo cơ quan công an điều tra làm rõ.